Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trực tiếp, đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Arashiwood. Văn Toàn Tiến Linh gặp bài trùng xuất hiện. Hai mũi chủ công Văn Toàn Tiến Linh nếu chơi tốt sẽ ảnh hưởng lớn đến thế trận và tỷ số giữa tuyển Việt Nam và Arashiwood ở vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á diễn ra lúc 1 giờ sáng ngày 3 tháng 9. Trước đội chủ nhà quá mạnh, huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn sẽ xây dựng thế trận phòng ngự với đội hình lùi sâu để bảo vệ khung thành do Văn Lâm hoặc Tấn Trường chấn giữ. Nhưng nếu chỉ tập trung phòng ngự, từ Việt Nam khó đứng vững trước hỏa lực hạng nặng của Arashiut với các chân sút đẳng cấp. Vì thế, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tính đến những phương án phản công nhanh nhằm giảm áp lực cho hàng phòng ngự. Ưu điểm của tuyển Việt Nam là có các cầu thủ như là Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Thanh, Tuấn Anh có khả năng truyền dài rất chính xác, nên tuyển Việt Nam sẽ dựa vào những đường truyền này để phản công. Lúc đó, phụ thuộc vào tốc độ và sự di chuyển không bóng khôn ngoan của Văn Toàn và Tiến Linh ở phía trên, cả hai cầu thủ này đều có khả năng chạy chỗ và rất điểm tốt, nên được kỳ vọng là sẽ có những cú sút cảnh báo gửi đến đội chủ nhà. Chỉ cần Văn Toàn và Tiến Linh chơi hiệu quả, thì đội quân của huấn luyện viên Hilbert Renat không thể dốc toàn lực tấn công, bởi họ có thể trả giá vào bất cứ lúc nào. Vì thế vai trò của hai cầu thủ này rất quan trọng trong trận gia quân của tuyển Việt Nam. Ở Hoàng Gia Lai, Văn Toàn đã quen đá lùi sau lưng Brandao, đã không ít lần tiền đạo ngoại này tranh chấp, làm tường, tạo khoảng trống để anh ghi bàn. Bởi thế thì nhiều khả năng, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng xây dựng lối đá tương tự cho Văn Toàn. Tức Tiến Linh sẽ đóng vai trò đá cao nhất, thu hút hàng thủ đối phương cho Văn Toàn. Quang Hải lao lên dứt điểm từ tuyến 2. Arashiut rất mạnh, nhưng nếu chơi hợp lý, và toàn đội thi đấu với phong độ cao, tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội để tìm kiếm một trận hòa. Chuyên gia Phan Anh Tú Vắng công phượng không ảnh hưởng đến đội tuyển Việt Nam Chuyên gia Phan Anh Tú đã có những nhận định về đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam đã làm nên kỳ tích lịch sử khi lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tuy nhiên, phía trước của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ là những thử thách vô cùng khó khăn khi đối thủ của chúng ta đều là những thế lực của châu Á. Nhận định về điều này, chuyên gia Phan Anh Tú cho biết, có lẽ chúng ta đều biết vòng loại thứ ba này sẽ đều là những gặp những đội bóng rất mạnh. Trên bảng xếp hạng, chúng ta đều gặp những đội bóng hơn về mọi mặt. Ở ngay trận gia quân tại vòng loại thứ ba này, chúng ta đã phải gặp Arashiwood, đội bóng có đẳng cấp tốt hơn. Trong lịch sử, họ được vào World Cup nhiều hơn và họ nổi tiếng ở châu Á. Chúng ta phải đá phòng ngự phản công là điều rất rõ ràng để tìm cầu thủ đá tập trung phòng ngự ở đội tuyển việt nam tôi nghĩ rằng có khá nhiều những cầu thủ có thể đảm nhiệm việc đó ở những trận đấu sắp tới huấn luyện viên park hang seo không có được đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng nhiều trụ cột với những lý do khác nhau công phượng vì bận việc gia đình cũng sẽ không góp mặt tuy nhiên ông phan anh tú cho rằng việc thiếu tiền đạo của hóa gia lai không ảnh hưởng nhiều đến đội tuyển việt nam ông cho biết tôi cho là không có gì ảnh hưởng lắm chúng ta có thể thấy xưa nay nhiều trận đấu của đội tuyển việt nam đã không có công phượng không có hùng dũng quang hải vấn đề duy trì lối chơi của đội tuyển việt nam vẫn khá tốt huấn luyện viên park hang seo có những phương án thay thế phù hợp rõ ràng có công phượng thì lối chơi chiến thuật sẽ có nhiều sự lựa chọn còn khi không có cậu ấy chúng ta sẽ có những lựa chọn khác cách tiếp cận khác và phù hợp với từng trận đấu huấn luyện viên park tái hợp sân trường và đức huy tiền vệ trung tâm đang là vị trí khó đoán nhất ở tuyển việt nam sau chấn thương dài hạn của đỗ hùng dũng đến lượt nguyễn tuấn anh gặp vấn đề Tiền vệ sinh năm 1995 dính chấn thương trong trận gặp Indonesia, sau đó thì được rút ra nghỉ. Trong bộ đôi tiền vệ ưng ý nhất, một người nghỉ dài hạn, người còn lại chưa đảm bảo phong độ cao. Điều đó buộc huấn luyện viên Park phải tính toán lại vấn đề về nhân sự. Trong số này, Lương Xuân Trường và Phạm Đức Huy có thể được cân nhắc. Bộ đội hoàn cảnh Ghép cặp Xuân Trường với Đức Huy không phải là ý tưởng được nhiều người nghĩ đến. Đức Huy hiếm khi được thể hiện trong 3 năm qua với vỏn vẹn 3 lần đá chính dưới màu áo tuyển. AFF à, Cup 2018 là giải đấu chính thức gần nhất, tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội chơi thường xuyên. Yếu tố cốt lõi để một tuyển thủ ra sân là duy trì cảm giác thi đấu ở câu lạc bộ. Đức Huy thi đấu 8 trận ở V-League 2021 nhưng có tới 4 trận bị rút ra giữa chừng và 3 trận vào sân từ ghế dự bị. Con số cho thấy cầu thủ sinh năm 1995 không phải quân bài chủ chốt ở đội bóng thủ đô. Đức Huy là cầu thủ đa năng, anh có thể chơi ở tiền vệ cánh, tiền vệ trung tâm, hậu vệ cánh, thậm chí là tiền đạo cánh. Tuy nhiên khác với Hùng Dũng, Đức Huy đa năng nhưng không chín tới ở vị trí nào để cạnh tranh với những đàn anh như Ramoshes Oloya hay Lê Tấn Tài. Mọi huấn luyện viên luôn cần những cầu thủ như vậy trong danh sách dự bị, làm dày đội hình, nhưng họ thường không được đá chính. Xuân Trường khác biệt so với Đức Huy. Nếu Đức Huy đa năng, Xuân Trường lại là cầu thủ chỉ chơi được ở một vị trí duy nhất trong hệ thống chiến thuật đặc thù. Cầu thủ của Hoàng Gia Lai sẽ làm tốt khi được bảo vệ bởi các đồng đội xung quanh, có một tiền vệ bọc lót bên cạnh và không bị đối thủ áp sát quá nhanh. Xuân Trường chơi cả 3 trận ở vòng loại thứ hai trong đợt tháng 6. Dù để lại ấn tượng ở trận gặp Indonesia với hai đường truyền thanh bàn, nhưng trong hai trận gặp Malaysia và UAE, Xuân Trường đều mờ nhạt. Xuân Trường thường chơi tốt trước đối thủ trung bình, chỉ biết co mình phòng ngự. Gặp những đội có hàng tiền vệ nhanh, khỏe và pressing tốt, số 6 lập tức bộc lộ hạn chế. Xuân Trường đã từng thuê huấn luyện viên thể lực để nâng cao thể trạng, nhưng cơ địa của cầu thủ sinh năm 95 vẫn không đủ tốt để tranh chấp song phẳng. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã từng phải xét từ Việt Nam đá sơ đồ 4-1-4-1 với tiền vệ phòng ngự chuyên trách để bảo vệ Xuân Trường. Một trước, huấn luyện viên Lee Ti Hun bố trí Kali Kester dọn dẹp phía sau cho Xuân Trường dành chân ta sáng tạo. Ở đội tuyển quốc gia, Xuân Trường không có đặc ân này. Huấn luyện viên Park muốn xây dựng một hàng tiền vệ làm tốt vai trò đánh chặn và luân chuyển bóng là đủ. 9 trên 12 bàn của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai được ghi hoặc kiến tạo bởi hậu vệ. Ông không cần tiền vệ phải kiến thiết, họ chỉ cần giỏi tranh chấp, chuyển bóng và chạy không ngừng. Tuy nhiên cánh cửa đá chính vẫn rộng mở với Xuân Trường và Đức Huy. Không chỉ là hồi ức, cuộc đua danh suất đá chính ở hàng tiền vệ đang rất mở. Giữa Xuân Trường, Nguyễn Hoàng Đức, Đức Huy, Lê Tiến Anh, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tuấn Anh ai cũng có những điểm mạnh yếu riêng. Cách lựa chọn nhân sự có thể phụ thuộc vào việc ông Park đánh giá đối thủ cũng như toan tính cách chơi cho đội tuyển ở trận này. Trong số các ứng viên đua tranh, Tiến Anh khó có cơ hội bởi kinh nghiệm quốc tế của cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Bình Định là con số 0. Duy Mạnh cũng nằm ngoài cuộc đua. Ở đợt tập trung tháng 8, ban luyện đội tuyển từng cân nhắc kéo Duy Mạnh lên đá tiền vệ trụ. Dù vậy, chấn thương cơ háng của Bùi Tiến Dũng có thể khiến Duy Mạnh phải quay trở lại hàng thủ. Hoàng Đức là ứng viên sáng giá mà trình diễn xuất sắc trước Malaysia là điểm cộng của tiền vệ C598. Tương tự, nếu thiếu tiền vệ, ông Park có thể đưa Quang Hải về đá trung tâm, còn Tuấn Anh thì luôn được tin tưởng nếu khỏe mạnh. Vậy tại sao còn nhắc đến Đức Huy và Xuân Trường? Trước hết, Xuân Trường có những lợi thế riêng để cạnh tranh. Anh sở hữu vũ khí ít người có là khả năng xuất phạt cùng với những đường truyền chuyển, chuyển trạng thái ở tốc độ cao. Trả lời phỏng vấn trước buổi tập vào tối 30 tháng 8, Quang Hải khẳng định tuyển Việt Nam đang đầu tư cho tình huống cố định. Gặp đối thủ mạnh như Arashiut, tuyển Việt Nam khó trông đợi vào bóng sống bởi sẽ phải lùi sâu phòng ngự và ít khoảng trống tấn công. Khi ấy, tình huống cố định là giải pháp tốt để đội tuyển tìm kiếm bàn thắng. Xuân Trường là lựa chọn hoàn hảo cho các tình huống đá phạt góc, phạt trực tiếp lẫn phạt gián tiếp. Tại mọi đội bóng mà Xuân Trường khoác áo, anh luôn được giao nhiệm vụ xuất phạt. Cầu thủ của Hoa Anh Gia Lai cũng ghi hai bàn trong các trận đá tập với U22 Việt Nam từ những tình huống đá phạt hàng rào. Với hai cầu thủ xuất phạt tốt bằng chân trái đó là Quang Hải và chân phải Xuân Trường, đội bóng của huấn luyện viên Park có thêm sức đe dọa lên cầu môn đối thủ. Một điểm mạnh khác của Xuân Trường là những đường truyền chuyển, chuyển trạng thái cho màu áo Hoàng Anh Gia Lai. Cầu thủ số 6 được huấn luyện viên Kia Tishak dành cách chơi tinh giản, gọn gàng hơn. Xuân Trường có nhiệm vụ đón lõng trước hàng thủ đội nhà, đợi bóng bật ra và phát động phản công nhanh. Nhờ nhãn quan và khả năng chuyển bóng đẳng cấp của Xuân Trường, Quang Gia Lai là một trong những đội phản công tốt nhất mùa này. Trong thế trận phòng ngự lùi sâu trước Arashiyuut, khả năng của sân trường sẽ có ích. Để bảo vệ cho sân trường, không ai phù hợp hơn Đức Huy, mẫu tiền vệ phòng ngự thuần túy với vai trò đánh chặn tranh chấp. Đức Huy không được tin dùng bởi anh là tiền vệ thuần thủ, trong khi các hối luyện viên thì thường ưu tiên những tiền vệ kiêm nhiệm nhiều vai trò như Hùng Dũng hay Quang Hải. Nhưng trong thế trận cân phòng ngự tổng lực, Đức Huy có thể sẽ mang lại sự chắc chắn. Không phải ngẫu nhiên Đức Huy được giao đá chính ở chung kết lượt đi AFF à Cup 2018 và anh đáp lại niềm tin với một cú sút xa thành bàn. Ở trận chung kết Kings Cup 2019, Đức Huy lại được lựa chọn và ghi bàn với cú đá của một trạm hiểm hấp. Với huấn luyện viên Park, Đức Huy vẫn hữu dụng và có thể được dùng trong bối cảnh đặc biệt. Đức Huy và sân trường sẽ mang lại cảm xúc đặc biệt gì cho khán giả? Trong trường hợp được trao cơ hội đá chính, Cả hai có thể đền đáp niềm tin của huấn luyện viên Park, chứ không chỉ đơn thuần là tạo ra thứ cảm xúc hoài niệm về mùa tuyết thường trong năm nào. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng đá 365. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ kênh Bóng đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.